năm mới của anh ghế của Hồ Như Thủy. Rất nhiều mình để liên tục chương trình. Ở không qua dòng đình nhà mạng có hát không? Rồi có một cô gái rất là dễ thương, không cần đi thái vẫn giống cô gái. Thấy không? À, xin mời tiếng hát đại diện xã An Hoài ta. Ê, xin lỗi, An Hoài Tây. Xin mời em. Thank you.
Mùa trăng xa đó em không còn ở lại bao giờ xưa dù quá cũ. Và những buổi quang hôn kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là giấc mơ dịu dịu. Chờ ai anh đợi quả ngon, chờ con đứa nhỏ về.